Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, đại Bồ Tát này dùng tánh nào, tướng nào, trạng nào, mạo nào để tìm hiểu sâu xa Bát Nhã Ba La Mật đa này? Phật dạy: Thiện hiện đại Bồ Tát này dùng tánh điều phục tham sân si làm tánh, dùng tướng xa lìa tham sân si làm tướng, dùng trạng xa lìa tham sân si làm trạng, dùng mạo xa lìa tham sân si làm mạo. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát này dùng tánh điều phục tham sân si và không tham sân si làm tánh, dùng tướng xa lìa tham sân si và không tham sân si làm tướng, dùng trạng xa lìa tham sân si và không tham sân si làm trạng, dùng mạo xa lìa tham sân si và không tham sân si làm mạo. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào thành tựu tánh tướng trạng mạo như thế mới có thể tìm hiểu sâu xa Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu tìm hiểu sâu xa Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu này thì đại Bồ Tát này sẽ đạt tới đích nào? Phật dạy: Thiện hiện đại Bồ Tát ấy sẽ đạt tới trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu đại Bồ Tát đạt tới trí nhất thiết trí thì vị ấy thường làm cho các hữu tình quay về ư? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu này, nếu đại Bồ Tát tìm hiểu sâu xa thì đạt tới trí nhất thiết trí, nếu đạt tới trí nhất thiết trí thì làm chỗ quay về cho các hữu tình. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Đại Bồ Tát này thường làm việc khó, gọi là mặc áo giáp, đội mũ kiên cố như vậy, và nói rằng ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình, khiến họ chứng đắc niết bàn cứu cánh. Mặc dù làm việc như vậy đối với hữu tình nhưng hoàn toàn không thấy có hữu tình để kiến lập. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc sắc cho đến thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc sắc cho đến thức. Như vậy cho đến đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc ngã cho đến người thấy. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc ngã cho đến người thấy. Đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc tất cả pháp. Thiện hiện đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu như thế, nên thường mặc áo đội mũ bền chắc này và nói ta sẽ độ tất cả hữu tình, khiến họ đều chứng đắc niết bàn cứu cánh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu đại Bồ Tát có thể mặc áo đội mũ bền chắc như thế và nói rằng ta sẽ độ tất cả hữu tình, khiến họ đều chứng đắc niết bàn, chẳng rơi vào hàng thành văn và bậc độc giác, đại Bồ Tát này không xứ sở, không thể rơi vào hàng thành văn hoặc bậc độc giác, vân vân. Vì sao? Vì đối với hữu tình, đại Bồ Tát này chẳng phân chia giới hạn mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế. Phật dạy: Thiện hiện, ông dựa vào đâu mà nói nếu đại Bồ Tát mặc áo đội mũ bền chắc như thế chẳng rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác? Khi ấy, thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này chẳng phải vì độ thoát một số hữu tình mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, cũng chẳng phải vì mong cầu một ít trí mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này cứu độ khắp tất cả hữu tình, khiến họ vào niết bàn mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, chỉ vì cầu được trí nhất thiết trí mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, do nhân duyên này nên chẳng rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Đại Bồ Tát này vì cứu vớt khắp tất cả hữu tình, khiến họ vào niết bàn và chỉ vì cầu được trí nhất thiết trí mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, do nhân duyên này nên chẳng rơi vào hàng thành văn và bậc độc giác. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật:
Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là sâu xa, không người tu, không pháp để tu, cũng không chỗ để tu, cũng không phải do đây mà được tu tập. Vì sao? Vì chẳng phải trong ý nghĩa sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà có một chút pháp thật nào để gọi là người tu và pháp để tu hành, hoặc chỗ tu tập, hoặc do đây mới tu. Bạch Thế Tôn, như tu hư không là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu tất cả pháp là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu pháp không thật là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu vô sở hữu là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu không nhiếp thọ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu pháp trừ bỏ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật hỏi: Thiện hiện, tu trừ bỏ pháp nào là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện hiện bạch Phật: Tu trừ bỏ năm uẩn là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu nội xứ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu ngoại xứ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu nội giới là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu ngoại giới là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu thức giới là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu xúc là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu thọ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ sáu giới là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ bốn duyên là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ 12 phần duyên khởi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ ngã cho đến người thấy là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ bốn thánh đế là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ tịnh quán địa cho đến Như Lai địa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ 32 tướng, 80 vẻ đẹp là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nếu đại bồ tát tu trừ bỏ sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, nên dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà nghiệm biết đại bồ tát bất thối chuyển. Nếu đại bồ tát tùy hành Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa mà không chấp trước thì phải biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Nói rộng cho đến nếu đại bồ tát tùy hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà không chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, có các đại bồ tát bất thối chuyển thì hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không chấp nhận lời nói và sự chỉ dạy của người khác là quan trọng, chẳng tin riêng vào lời người khác mà có hành động,
không bị tham dục, sân giận, ngu si, kiêu mạn làm tạp nhiễm, cũng chẳng bị chúng lôi kéo tâm, cũng có đại Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng lìa bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có các đại Bồ Tát bất thối chuyển, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nghe thuyết về bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm họ chẳng kinh chẳng sợ, chẳng sừng sốt chẳng hoang mang, chẳng thối lui sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hoàn hỷ ưa nghe, thọ trì đọc tụng thông suốt một cách rốt ráo, chú tâm suy nghĩ như thuyết tu hành, thường không nhàm chán mệt mỏi, nên biết đại Bồ Tát bất thối chuyển này đời trước đã nghe nhiều về nghĩa lý bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thọ trì đọc tụng suy nghĩ đúng lý, tinh tấn tu hành, tâm không chán mỏi. Vì sao? Vì do đại Bồ Tát này nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế, tâm chẳng kinh khiếp, chẳng khủng hoảng, chẳng sợ hãi, nói rộng cho đến như thuyết tu hành, thường không nhàm chán mỏi mệt. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu đại Bồ Tát nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm chẳng kinh chẳng sợ, chẳng sửng sốt, chẳng hoang mang, chẳng thối lui sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu vui vẻ ưa nghe, thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo, chú tâm suy nghĩ như thuyết tu hành, thường không nhàm chán mỏi mệt, thì đại Bồ Tát này vì sao tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu? Phật dạy: thiện hiện đại Bồ Tát này liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí, nên tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: đại Bồ Tát này làm sao tùy thuận liên tục hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí khi tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu? Phật dạy: thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nếu đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào không vô tướng vô nguyện, hư không vô sở hữu, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không tạo không tác, như giấc mộng cho đến như thành tầm phương, thì đó là đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: như lời Thế Tôn dạy, nếu đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào không vô tướng vô nguyện, nói rộng cho đến như thành tầm hương, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì đó là đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hành năm uẩn cho đến trí nhất thiết tướng chăng? Phật dạy: thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành năm uẩn cho đến trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí, không người nào làm được, không kẻ nào phá hoại được, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ, không phương, không bờ cõi, không số, không lượng, không qua, không lại, đã không thể đóng bắt số lượng qua lại, thì cũng không có năng chứng. Thiện hiện trí nhất thiết trí như vậy không thể dùng năm uẩn chứng được, nói rộng cho đến không thể dùng trí nhất thiết tướng chứng được. Vì sao? Vì năm uẩn tức là trí nhất thiết trí, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì hoặc chân như của năm uẩn, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hài không pháp, nói rộng cho đến hoặc chân như của trí nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hài không pháp. Thế nên trí nhất thiết trí không thể đem năm uẩn chứng được, nói rộng cho đến không thể đem trí nhất thiết tướng chứng được. Thế quyển thứ 512.